Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thắng Hoàng. Thì hôm nay thì thực sự ra thì em sẽ có một chiếc đẩy giới thiệu với các bác. Một chiếc đẩy có thể nói là kinh khủng. Công suất là 1.500W một kênh. 1.500W một kênh chạy mạch class TD. Nói chung là cũng hơi nặng nề. Cái dòng này nó nguồn xuyến. Nguồn xuyến này thì nó rất là lớn, trên 20 phân, 23, 24cm một cái nguồn. Đấy, con này thì công suất là 1.500 các bác nhá, cho nên là mọi người có thể là dùng phun đôi xúc kép ok. Đấy, rất là khỏe, đánh xúc kép thoải mái cho các bác đi làm sự kiện. Đấy, với một cái độ uy lực cực kỳ chắc, cực kỳ dày tiếng của cái dòng Class TD nguồn xuyến này. Đấy, hình thức thì như em đang quay đây. Đấy, một chiếc thôi. Một chiếc thôi nhớ các bác nhá. Đấy, Marten Audio. Đây là phía bên trong. Ngoài chà chà. Đây các bác có thể nhìn cái gang em đo maximum luôn nha. Đấy, thấy chưa? Thì có nghĩa cái nguồn này nó phải tầm 23cm. Bên đây là bo nguồn. Bo nguồn, bo tụ. Đấy các bác nhìn thấy này, 2, 4, 6, 8, 10, 12 là 24 chiếc tụ. 24 chiếc tụ, mỗi chiếc tụ là 200V. Mỗi chiếc tụ đều 200V. Cái dòng này nó làm nhiều tụ cho nên là nó tụ nó giống như kiểu tụ của LA ấy. Nạp xả rất là tốt cho nên là tụ nó không bao giờ có cái tình trạng phồng phình gì cả. Càng nhiều tụ thì máy nó càng bền, nó không bị quá tải và độ nạp xả của nó cũng rất là nhanh. Đấy, khởi động mềm. Bảo vệ bo nguồn. Đấy, phía sau đây là bo công suất. Thì mặt trước nó chạy bằng 3 chiếc quạt các bác, 3 chiếc quạt. Quạt rất là xịn, rất là êm. Đây là bo phía sau. Bo này là nó gồm hai lớp, lớp trên và lớp dưới. Class TD thì các bác biết rồi, dòng mạch này thì nó là dòng mạch đời cao nên là âm thanh của nó rất là sạch sẽ đấy, và cái độ bảo vệ, độ bền của nó cũng rất là cao, cho nên là mọi người dùng cái này nó rất là yên tâm. Nó có dơ le bảo vệ, nó còn có cả chi ác bảo vệ nữa, cho nên là các bác dùng cực kỳ tuyệt đối an toàn nhé, cực kỳ tuyệt đối an toàn. Cái dòng Class TD này thì thực sự ra nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó cấu vào cái nguồn xuyến này. Nguồn xuyến này là phe nó lớn. Đấy, phe nó lớn cho nên là nó cũng rất là to. Và cái khối lượng đồng ở trong cái phe này nó phải tầm hơn 3kg các bác nhá. Tại vì ở trước em có một cái mà nó bị cái dòng nó cũng như thế này này. Nó Class H. Nó bị cháy. Cho nên là em cũng có chặt ra cái này em bán một lần đồng rồi. 3 cân mấy 4 cân đồng. Nên là cái này các bác dùng thì rất là yên tâm. Bo thì bảo vệ, độ bảo vệ rất là cao, tối ưu, cho nên là dùng an toàn, tuyệt đối an toàn. Phía sau đây có các chế độ cho các bác gạt đây. Đây nó có hiển thị thêm bóng đèn để cho các bác có thể nhìn nhận cho nó dễ nhé. Khi mà chế độ system nó sẽ sáng đồ đèn system này, hoặc là chập kênh, hoặc là linh tín hiệu nó đều sáng đấy, cũng như cái ngưỡng đây, ngưỡng decibel đây, 0.75 hoặc là 1.2, 1.6. Đấy. Tín hiệu vào cũng có linh tín hiệu ra, và cái này nó dùng jack Logic các bác nhá. Nó hướng dẫn ở đây để các bác cắm loa, ghim loa, đấu loa. Khi mà các bác đánh ở chế độ system, các bác đấu 1 cộng 1 trừ đấy. Khi mà đánh ở chế độ bright, đánh ở chế độ bright nó sẽ 1+2+. Đấy, 1+2+. Con đẩy này bên em bán là 7 triệu các bác nhá, 7 triệu đồng cho thiết bị này. Đấy, bảo vệ, bảo hành cho mọi người là 3 tháng. Đấy, nguồn cấp của con này cực kỳ khủng luôn, lên 195V 1V. Đấy, con này tổng nguồn âm dương 390V cấp vào cho một cái bo công suất này thì các bác biết nó lớn mạnh cỡ nào luôn. Đấy, cho nên là mọi người dùng tuyệt đối đánh cực kỳ căng những đôi xúc kép của mọi người luôn. Đấy, mọi người có nhu cầu liên hệ cho em qua số 0969800985 để đặt hàng các bác nhé. Xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác.